Hello, xin chào quý nhà đã quay lại kênh Nghĩa Vlog. Và hôm nay Nghĩa lại đi họp hội Playcam cả nhà. Thì hôm nay Nghĩa có dắt theo bà xã với đứa em gái để ra đây đi selfie tự sướng cả nhà. Thì cũng như mọi lần thì mình lúc nào mình cũng phải là ra sớm hơn mọi người. Và hôm nay thì có anh Thịnh nha. Đây anh Thịnh. Hello, chào. Rồi. Anh Thịnh đang sử dụng con E2 cả nhà. Đang sử dụng con E2 và hôm nay anh cũng ra sớm với mình. Đây anh đang ráp bộ vô và mình cũng đang chuẩn bị ráp Playcam vô để quay phim chụp hình cho các cô gái này cả nhà. Đây là thế giới sống ảo của các cô gái cả nhà. Đây nè. Thế giới sống ảo. Chị mắc cỡ cả nhà. Rồi bây giờ chuẩn bị lên cả nhà ơi. Đây cả nhà, giờ Playcam sẵn sàng rồi. Giờ cho hai chị em ra chụp hình nha cả nhà. Đây cả nhà, bây giờ em Cường đã mang đồng phục của nhóm. Đó, đang mang đồng phục của nhóm lên nha cả nhà. Chào khán giả các em Cường. Hello. Ở đây là em Cường, là kênh là Cường Vlog nha cả nhà, chuyên nói về Playcam và hội Playcam Hồ Chí Minh đây. Đó, logo ghê không? Đó, giờ là em là mới đi thiết kế về một số đồng phục. Đây của anh đâu? Nón đâu? Đây. Đây, đó, cả nhà thấy không? Logo Playcam. Đây cả nhà, áo đã tới rồi, bây giờ mình tắt camera, mình mặc áo vô. Nhà, áo mình mới thay xong cả nhà, nón này ha. Quá đẹp đúng không? Đó, đây, anh em đã thay đồng phục hết này nè, đó, quá đẹp trai. À, anh Thịnh cũng thay đồng phục nè. Anh Thịnh chuẩn bị về hả anh Thịnh? Dạ. Rồi, anh Thịnh đã chuẩn bị đi về cả nhà. Do anh có công việc trước. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi ngắm cảnh đây cả nhà. Hồi nãy giờ là cho đi quay ấy thôi. Còn bây giờ mình đi ngắm cảnh. Ok, GPS lên 14 cả nhà. GPS lên 14 rồi. Lên thôi.
đây cả nhà, giờ em Luận với em Phong thì bay đã hết pin rồi. Và mình cũng hết hai cục pin rồi cả nhà. Giờ chỉ còn em Cường, do em tới sau đâm ra là pin em còn nhiều. Và thời tiết hôm nay khá đẹp để cho em Cường săn mây nha cả nhà. Và bây giờ hiện tại là em Cường đang săn mây. Quá đẹp, quá đẹp. Đẹp không? Ơi, quá đẹp. Đó. Trời ơi. Một tí nữa khi mình về edit mình sẽ lấy cái cảnh săn mây này vô cho cả nhà cùng xem nó đẹp như thế nào nha. Ôi trời ơi. Gặp Tài Thiên rồi, gặp Tài Thiên có mây rồi. Đó, cái đam mê của hội Lai Cam là chỉ có để thích lên ngắm mây, ngắm cảnh thôi cả nhà. Cả nhà ơi, giờ trời cũng trưa rồi và anh em trong hội cũng ai cũng hết pin rồi. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây để anh em về nghỉ cả nhà. Rồi cả nhà xem video thì thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Nghĩa Vlog nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha.